Xin chào cả nhà. Hôm nay mình chiều mình ra xới ra đất ấm chân cho cây bắp nha cả nhà. Cái mình phun thuốc trừ sâu. Bắp mình bón phân hôm nay tốt phát. Chào cả nhà. Nên ra bấm đất cơ bắp rồi ạ. Cái bắp giờ có hơi bị sâu nè cả nhà. Sâu trắng quá trắng nè. Bị sâu cắn lây gai. Mình sẽ đắp chút xíu nữa mình phun thuốc xịt trừ sâu. Chú cái họng bắp này nè cả nhà, 3-4 cây bị sâu ăn cây nè. Tới ấm chân để mùa mưa sắp tới nè, sợ ngã mình vô chân để được hạn chế. Hai cái này ăn ke tua chưa cả nhà? Không sao đâu, mà sau qua ăn gì thịt nó phát bình thường thường lại à. Chứ việc nhiều quá rồi không có coi tới nữa. Ăn quá ăn. Khúc này hơi bị đẹp nè cả nhà, không đều ha. Khúc này bị đẹp, hơi nhỏ nhỏ. Khúc này im nè, không bị sâu ăn. Khúc này im. Rồi. Ta thuốc phun thuốc vô họng bắp cả nhà ơi. Bị sâu ăn cũng hơi xa, bám cây bị cây. Mình phun thuốc mình phun thẳng vô họng luôn nha, không cây bắp luôn nghe nha, chứ không có phun pha bùa ẩm chào thẳng vô. Phun thêm từ cây
Dạ. Đứng lên. Phun thuốc luôn trực tiếp vô cái họng bắp này cho hiệu quả mới cao cả nhà. Tại nó sâu đang vô họng bắp nè. Phun lên trực tiếp xuống rồi nó mới giết được sâu nha cả nhà. Trực tiếp ở trên xuống dưới vô cái họng này là con sâu hiện giờ nó đang bướm đang nở trong cái họng con sâu nha cả nhà. Phun trực tiếp xuống gì này là mới hiệu quả. Còn phun quơ gì là không hiệu quả. Phun quơ gì không hiệu quả. Phun trực tiếp xuống cái